share màn hình lên. Mọi người anh thấy màn hình chưa? Chào mừng lâu. Dạ vẫn chưa. Dạ thì trước khi bắt đầu buổi học á thì mọi người có thể nói cho em xin một số thông tin thêm về mọi người không ạ? Để mình em dễ tiện xưng hô ạ. Dạ, với lại mọi người có thể chia sẻ một chút về cái lý do nào đó mà mọi người tham dự lớp học này không ạ? Trong khi mình chờ còn một vài bạn nữa vào. Biết được không? Như tao anh mới lên lên á. Dạ, 59. Có một số bạn mới đã vào rồi. Hôm nay có phát nữa. Cái hôm nay phát là người nhỏ tuổi nhất ở đây. À, có một số anh chị cũng là lạ. Dạ, anh chị có thể chia sẻ giúp em về thông tin về mình rồi lý do mình học cái lớp này với đúng không? Dạ, để em biết. Em có sự chuẩn bị bữa sau nó kỹ hơn nữa. Để chia sẻ với mọi người ạ. Mơ hồng anh. Thì buổi học hôm nay
phần của em chia sẻ là sẽ là 60 phút, rồi sau đó là sẽ có 30 phút thầy Dũng sẽ vấn đáp những câu hỏi và giảng giải thêm cho mọi người ạ. Dạ, nếu mọi người có hiện tại có câu hỏi gì mọi người có thể chuẩn bị sẵn ạ, chút nữa mọi người thử gửi thoại hay là bây giờ mọi người gửi lên đây cũng được ạ. Dạ, trong những câu hỏi nào mà em trả lời không được em sẽ gửi lại cho thầy hỗ trợ. Anh đang có nói quý ơi. Cảm ơn thầy Lộc nha. Dạ mọi mọi người có câu hỏi thắc mắc gì cứ đặt lên thầy Lộc tổng hợp giúp. À, chào Nguyên. Dạ lớp chắc cũng cũng đủ rồi, em thấy không có ai vào nữa nên cho em xin phép bắt đầu buổi hôm nay. À là bài về chương một đó là văn hóa chính trị và địa lý, thì như buổi trước đó, trong cái buổi tọa đàm đó, thì mọi người cũng có đặt những cái câu hỏi và thầy cũng có trả lời một vài câu hỏi, và nói mình thấy có một cái tâm đắc nhất đó là khi mình học ai đó, thì mình phải xem thử cái vị đó họ có thật không, có quê quán, có lịch sử gốc không, và giữa Phật A Di Đà, Phật Ba Đà, Phật Di Lặc và Phật Thích Ca thì mình nên học ai á, thì Phật Thích Ca là có danh tính rồi có thông tin rõ ràng á thì mình mới nên đi học. Thì hôm nay thì mình sẽ bắt đầu vào cái phần mà những cái thông tin chung rộng về cái khu vực mà Phật Thích Ca xuất hiện. Thì phần một là em sẽ đề cập cái vấn đề là vị trí địa lý của Ấn Độ. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là gì, cái Ấn Độ trên bản đồ á, thì Ấn Độ thời cổ đại á, thì nó bao gồm cả cái vùng đất Ấn Độ này, Nepal, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan này, thì nó là nguyên một cái mảng này đó, là Ấn Độ thời cổ đại. Còn Ấn Độ bây giờ thì nó chỉ còn một phần thôi, thì cái này là do nó bị ảnh hưởng của cái sự phân chia của đế quốc Anh mà sau khi nhân thế giới thứ hai á, thì nó chỉ còn có nhiêu mà thôi. Và cái Ấn Độ cổ đại là nơi đây là nơi mà xuất hiện một trong những nền văn minh lớn của nhân loại, đó là dọc theo cái lưu vực sông Ấn và sông Hằng. Thì ngoài ra thì nhân loại nó còn có những nền văn minh là ở Trung Hoa đây, thì sông sông Trường Giang và sông Dương Tử, còn ở châu Phi thì có sông Ninh, và ở bên phần của nhà đất các nước mà Ả Rập thì có sông Chilicat và Togo. Đó là những cái nền văn minh mà lớn trọng điểm từ xưa. Thì thông tin này là nhắc lại thêm mọi người thấy rõ là cái khu vực là mình chuẩn bị mình đi khảo sát là cái vùng đất rộng lớn. Dạ thì tiếp theo thì em xin đến với cái rõ hơn về phần vùng đất Ấn Độ thời cổ đại. Thì rất nội đại khi mà mình xem cái bản đồ về địa hình đó thì mọi người thấy thì cái vùng đất này nó gần như là nó biệt lập với xung quanh. Thì ở phía từ Đông Bắc là ở phía bên này, nó qua tới Tây Bắc phía bên này luôn, thì nó với dãy ngay Himalaya, còn bên này là cái dãy còn các mạch còn lại thì nó giáp biển hết. Thì nhờ có cái sự biến động này, này
nên là đó là một trong những cái tiền đề để mà cái ngành văn minh đó có thể mà phát triển được đó, vì nó được che chắn bảo vệ bởi tự nhiên như vậy, ít có những cuộc xâm lăng, ít có những cuộc biến động. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ, để chờ một chút mọi người đây ạ. Mọi người nói xong mọi người báo thêm nếu nha. Cảm ơn. Okay. Thì mọi người thấy sơ sơ ở cái vị trí của Ấn Độ, mọi người cũng hình dung được Ấn Độ nó cũng là hơi trung tâm của. Khi mà mình so với cái nền văn minh Trung Hoa và mình văn minh phương Tây thì về mặt cảm quan thì mình thấy là độ là có vẻ ở giữa này, chắc là cũng sẽ có nhiều cái nó thú vị ở đây. Đúng là hồi xưa thì cái Ấn Độ nó mở rộng nhưng mà hồi đó nó lại không phải là có cái đế chế, mà đa số hồi đó là người ta chia thành những cái bộ tộc nhỏ 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 thôi. Rồi đó là hồi xưa thì họ thành lập những cái làng thị rồi liên kết với nhau, chứ bây giờ dấu ấn của những cái đế chế thì không thấy rõ. Chúng nữa thì mình tới đoạn sau thì có nó vấn đề nền văn minh của bên phía sông Ấn, thì người ta cũng tìm được cái sự liên kết của một dãy các đô thị nhưng mà họ cũng không có thông tin về có cái đế chế hay không. Thì khi người ta khảo cổ thì người ta không thấy cái các cái công cụ mà vũ khí được khiên giáp nữa, thì cái vùng đất này có lẽ là họ sống khá là lành. Nhưng mà chút nữa thì mới đoạn sau mình sẽ thấy là lý do sao mà là cũng có thể lý do tại sao họ lành, bởi vì chính cái điều kiện tự nhiên ở đây nó cũng có những cái ưu điểm mà hỗ trợ cho họ. Cái bản đồ trên trên hình đó là bản đồ ở hiện đại nha, chứ thời hồi thời cổ đại thì không có những cái bản đồ về địa hình đồng bằng sông ngòi ấy. Như vậy mà anh đưa lên để mọi người tạm hình dung về cái vùng đất mà sẽ mà Đức Phật sẽ xuất hiện ấy, nó như thế nào trên bản đồ. Những cái công nghệ kỹ thuật mà khảo sát và địa hình đó thì mới xuất hiện ở đó.
thời hiện đại đây. Đây là ảnh vệ tinh rồi. Dạ, mọi người cũng đi xong nhiều nhiều à. Em xin đi tiếp à. Thì đây thì mình đến luôn anh Lập, cái chỗ này Đức Phật xuất hiện ở đâu lên bản đồ rồi. Thì ở đây thì Đức Phật xuất hiện là ở cái vùng giữa Ấn Độ. Là nguyên cái khu vực đó thì Đức Phật chọn ở cái vùng giữa. Thì từ chứng minh đó, sự có cái tổng hợp về thông tin về Đức Phật và 45 năm hành pháp độ sanh đó, thì có khá nhiều chi thông tin chi tiết và nó hay rồi đó. Đoạn này thì mình cũng trích từ cái cuốn của Ngài Chánh Minh là vùng giữa. Vùng giữa thì trong cái Đức Phật á thì vùng giữa là gọi là Madhi Madhesa, thì chỉ cho vùng trung ấn là chiếc ngôi của Phật giáo. Thì vùng giữa là phía đông được giới hạn bởi thành phố Karangala, bên kia là giảng đường của Mahasala, còn từ Mahasala trở đi được gọi là vùng phụ cận. Còn phía đông nam thì được giới hạn bởi sông Salavati, và ngoài sông Salavati trở đi là cái vùng cũng gọi là vùng cận. Còn ở phía tây thì được giới hạn bởi cái làng Bà La Môn Thuva, và từ Bà La Môn Thuva trở ra là cái vùng phụ cận. Dạ, thì mọi người tạm ghi nhận thông tin để em chụp em gửi lên cho cái bản đồ về đây thì nó lại ở phía sau. Dạ cảm ơn chị Thiết đã chụp được. Còn ở phía bắc thì được giới hạn bởi cái núi Usiran Dhaja, và cái vùng từ vùng này trở đi cũng là vùng phụ cận. Thì này là trích trong cái tài liệu tập là Đức Phật và 45 năm hành pháp độ sanh tập 2 do cái sư Chánh Minh biên soạn. Đây cũng là một cái công trình mà rất là kỳ công của sư, thì đối chiếu rất là nhiều sách. À, nếu mọi người chưa đọc hoặc là chưa có cái tài liệu này thì mọi người có thể tải về trên cái trang của sư. Thì trang này sư đọc đối chiếu rất nhiều tài liệu và có rất nhiều thông tin có hiệu ích cho mọi người ạ. Dạ, phần dưới này là cái phần bản đồ. À, mọi người thấy là những cái chấm 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 này đó là cái vùng mà bao quanh cái khu vực mà Đức Phật hành pháp độ sanh. Còn những cái tiếng tránh vùng vuông này thực ra những cái nơi mà cái nơi mà chú cái Xá Lợi Phật mà sau khi ngày tịch diệt á, thì những cái nơi này thì được tôn trí Xá Lợi Phật để mà mọi người tới chiêm bái. Thì cái ảnh này thì mình cũng lấy từ một cái trang cái thông tin về hành hương Ấn Độ, thì để gọi mọi người để mọi người. Thì cảm ơn. Như vậy vô cái trang web này nó cận cảnh hơn, rõ hơn, không biết cái hình em có qua nó có rõ không. Khi mình tìm hiểu khám phá Đức Phật thì cái hình này mình sẽ đi xây hình này khá nhiều trong những cái phần sau. Em gửi link cho mọi người, có người mọi người nói mọi người cứ chép từ từ thôi. Em nói thêm những thông tin cho mọi người lưu ý thôi.
bản đồ này mà mọi người sẽ thấy thì hiếm hiếm có một cái con sông nào mà trời nó có quá nhiều cái những cái nhánh sông nhỏ, những cái phụ liêu. Thầy hứa hẹn cái một đồng bằng rất là màu mỡ. Mọi người cũng thấy là gì? Ở đây có rất nhiều cái đô thị họ phát triển dọc cái con sông này. Vùng giữa có gì khác thì cái vùng phụ cận thì có chứ, thì ngay cả cái vùng giữa này, thứ nhất là nó giữa gần như là giữa Ấn Độ luôn, vì nãy nãy cái hình phía trên đó, mọi người lướt qua mọi người thấy là gì, ở cái khu phía dưới của bức ảnh này này thì nó là đồi núi không à, còn phía bên đối diện Himalaya thì ở chính giữa là vùng đồng bằng, thì ở vùng đồng bằng thì có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, vì dân cư tập trung sinh sống rồi ổn định rồi rồi văn hóa cũng dễ dàng phát triển, giao thương như đi lại, rồi từ những sự ổn định đó thì cái sự phát sinh nhu cầu học hỏi tiến bộ người ta có sự gia tăng, từ đó thì Đức Phật xuất hiện thì mới có sự thuận lợi, là không những là ở giữa Ấn đâu mà ngay cả cái vùng xuất hiện của Đức Phật ấy, là còn giữa của sông, khu vực giữa của sông Hằng nữa, ở chính giữa nữa. Còn về trong 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 những tài liệu mà trong nội bộ của Phật giáo á, thì như anh tìm hiểu mà dành cho cái phần là chương 4, chúc mừng mọi người chương 4 thì vài bữa nữa mọi người sẽ học tới là chỗ mình dầm tập Đức Phật Thích Ca, thì chỗ đó mình mọi người sẽ thấy thêm một thông tin nữa là gì, là ở khu vực này thì nhiều nhiều kiếp trước đây á, Đức Phật cũng xuất hiện rồi, Đức Phật cũng tạo dựng lên những cái công trình rồi những cái rồi Đức Phật cũng có những cái mối quan hệ trong cái khu vực này rồi, nơi đây là cũng có là cái truyền thống, là cũng có nhiều cái bậc độc giác cũng chứng thánh quả ở đây đó. Và rồi cũng có những vị chư Phật khác cũng là xuất hiện ở đây nữa, thì nó giống như là truyền thống rồi. Thì ra nó có thành Varanasi á, hay gọi là thành Ba La Nại á, thì cái thành này là chuyên luôn, là hễ cứ cứ cái vị nào là nguyện độc giác ấy, thì trước khi mà thành thành tựu cái đạo quả độc giác ấy, thì cái vị đó sẽ làm cái vị vua vô xứ này, cứ đang trị vì cái vương quốc xong thấy có một cái gì đó nhàm chán, xong cái là cái vị đó cái tâm tu tập xong rồi là đắc ở tại cái kinh thành đã luôn, xong là bay về Hy Mã Lạp Sơn rồi bỏ lại kinh thành đó. Thì trong cái phần trong tiểu bộ chú giải kinh Tề Ngưu thì cũng có rất nhiều câu chuyện về cái về các vị Phật độc giác, và cái vị nào cái kiếp mà cuối cùng của họ thì họ cũng làm vua của cái xứ này ấy. Cho tới bây giờ chỗ này nó cũng là một chỗ linh thiêng của Ấn Độ. Chứ bây giờ nguyên Ấn Độ mà người ta vẫn thì chỗ này là cái chỗ mà bây giờ là ở Ấn Độ là vẫn là cái nơi mà gì người ta hỏa thiêu nhiều nhất, và rất nhiều người người ta tìm đến đây để được chết bên bên sông Hằng và được hỏa thiêu trải tro bên sông Hằng nữa. Có nhiều người thì họ chưa bệnh tật gì nặng thì họ cũng già quá, họ tới rồi họ chờ chết. Khi tìm hiểu những thông tin này anh thấy nó cũng khá thú vị. Đúng rồi, thì cái này là những cái vị theo đạo tôn giáo khác, đó là đạo Ấn giáo hay là những cái đạo nhỏ 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 khác, nhưng mà họ có một cái quan niệm đó là nếu mà được chết ở bên sông Hằng thì linh hồn họ được được về với phạm thiên.
nó liên quan tới cái phần của bên bên các tư tưởng của Vệ Đà. Thì khi mà mình qua bên chương 2 giai cấp tín ngưỡng nhân gian và tín ngưỡng Vệ Đà thì mình để được tiếp cận rõ kỹ hơn phần đó. Đúng rồi, khi em tìm hiểu thấy cũng bất ngờ, ủa thế kỷ 21 rồi mà cái này nó mình nghĩ là nó không có xảy ra, nhưng mà khi mà lên coi rồi các phóng sự rồi các YouTuber rồi các rất là nhiều nhà người ta làm phim người ta quay lên mình thấy ồ trời ơi, thế kỷ 21 rồi mà tại xứ Ấn Độ này vẫn có những cái chuyện họ sao mà họ thiên họ vẫn có những cái giữ những cái suy nghĩ mà từ cổ xưa như vậy. Và cũng rất là nhiều người họ để dành dụm tiền á, để mà tới đây rồi thì khi mà họ chết thì họ phải thuê cái đám có một cái gọi là có một cái đội những thanh niên người ta sẽ hỗ trợ là người ta cắt cuối rồi người ta xếp thi thể lên rồi ta trang trí bông hoa cũng sặc sỡ cũng đủ màu sắc hết, rồi sau đó là rồi là mới đốt xác rồi họ là những người sẽ trực tiếp rải tro trả cho người chết ra xong. Dạ, cũng có vài cũng có vài quý vị xong. Dạ, em xin đi tiếp nhé. Thì hồi nãy mình thấy cái điểm hoạt động là nó ở trong ba cái trong mấy cái chấm chấm này, cung gạch này rồi, thì thông tin cụ thể hơn thì điểm hoạt động này nó chỉ là trong cái phạm vi của cái bang Uttar Pradesh và bang Bihar, một phần nước Nepal ngày nay thôi. Thì cái dữ liệu của hiện đại thì người ta đo được là tổng cộng nó khoảng 340.000 km², thì nhỉnh hơn một phần 10 diện tích của Ấn Độ ngày nay. Đó là cái bức tranh của cái bang đó, tại cái vùng màu vàng vàng này mọi người, màu vàng màu hồng với lại vùng Nepal này. À, thì anh coi thì hiện tại nó vẫn vậy chứ, nó vẫn có cái gì gần 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 400 triệu dân họ sống họ bị lệ thuộc vào cái sông sông Hằng này, họ tắm rửa ăn uống hàng ngày, người ta vẫn diễn ra những cái nghi thức mà cầu nguyện bên sông Hằng nữa, cứ 3 năm một lần họ có cái lễ hội rất lớn là lễ hội tắm tảo trần ở sông Hằng. Có một cái thì cho mọi người tìm hiểu và thấy là tại sao cái các hãng dược á cũng khá phát triển ở Ấn Độ, vì là khi mà họ có quan niệm là họ dùng cái nước của sông Hằng á nó mới linh thiêng và tốt mà, và họ uống bất chấp luôn, thì sau khi uống rồi thì họ sẽ dùng kháng sinh để họ họ trị những cái bệnh nó phát sinh đó. Rồi nó có những tư liệu về cái sự ô nhiễm của sông Hằng của nó có rồi, bị bắt những cái nhà môi trường quốc tế họ họ vẫn họ cũng có theo dõi và họ điều tra mà. Và cái sông Hằng nó là một trong những cái tiêu chí mà khi mà các cái tổng thống các cái thủ tướng của Ấn Độ người ta tranh cử thì người ta sẽ đưa vào, thì ai lên tranh cử người ta cũng đưa vào cái trong cái ý mà tranh cử của họ là họ sẽ làm cho sông Hằng hết ô nhiễm rồi sông Hằng tươi xanh trở lại, nhưng rồi là hết hết cái vị thủ tướng này đến vị thủ tướng khác thì cũng không có ai đem lại được cái sự mà tươi xanh cho sông Hằng trở lại.
Thì cái này nó liên quan đến hệ thống các cái nhà máy sản xuất công nghiệp trải dài dọc sông Hàn. Thì cái này nó được tiếp nối từ cái thời thuộc địa của Anh à. Rồi sau đó là cộng với cái văn hóa tín ngưỡng của người người Ấn hiện tại á. Họ sống họ bám cái sông Hàn đó. Ngay như ví dụ như cả ở sông Hàn đó, thì nếu mà họ không có tiền mà họ đốt xác ấy, thì họ thả nguyên xác chết đã trôi sông luôn. Ở sông Hàn thì có một cái thứ mà người ta không bao giờ dám ăn, đó là con cá trê. Bởi vì con cá trê là nó ăn ăn thức ăn tận đáy và các người rồi những cái chất hữu cơ tạp nham thì cái trê nó xử lý hết. À, cái quan niệm mà chết bên sông để tục sanh và phạm thiên á, thì anh có tìm hiểu thì trong cái quan điểm của bên Ấn Độ giáo á, thì cũng có cái mong muốn là khi họ chết họ để được hòa về với đại ngã. Thì có không biết là cái mức độ bây giờ bên đó thì họ theo cái đạo Ấn bao nhiêu phần trăm, nên cũng không có biết là gì à, tất cả tầng lớp đó họ có chết bên họ họ muốn chết bên sông như vậy không, thì chỉ có thấy thực trạng của báo chí đưa lên rồi các cái thông tin đó. Thấy thì bây giờ họ vẫn có cái tục lệ đấy. Vì ở bên cái chỗ Baranasi ấy, thì nó có những cái bến để mà thiêu xác luôn, và hàng ngày trung bình một bến nó có khoảng 100 cái xác được thiêu và được rải. Cái đó là anh coi những cái ký sự về những cái vùng đất này. À, thì cái phần đó để bữa nào qua chương 2 để tổng hợp đầy đủ cho mọi người nắm thêm. Rồi đã hình dung được hai cái bang với lại một phần của Nepal rồi. Thì khi mà mình đã biết được vị trí Ấn Độ và chỗ vị trí mà Đức Phật xuất hiện rồi, thì mình cũng nên điểm điểm qua những cái thánh tích mà mình nên biết biết, để mà khi người ta hỏi là những cái gì mà liên quan tới Đức Phật, hay là mình học Phật học mà mình không biết cái vị này có những cái mối liên đới gì đó thì cũng kỳ. Thì đây thì có liệt kê lại một vài thông tin cho mọi người có thể note lại. Nghĩa là nơi đản sanh, rồi nơi thành đạo, rồi nơi thuyết pháp lần đầu tiên này. Đúng rồi, ký thì anh cũng cũng bất ngờ cái vụ mà tại sao họ 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 có những cái mong muốn kỳ lạ. Nhưng mà khi mình tra lại á, về cái Ấn Độ hiện tại thì cái Ấn giáo phát triển, mà trong Ấn giáo thì cái tình trạng mà phân chia giai cấp á, nó cũng cũng dựa trên cái học thuyết phân chia giai cấp của Vệ Đà. Mà đặc biệt trong cái phần phân chia giai cấp á, thì trong xã hội nó có 4 giai cấp, nhưng thực tế nó có 5 giai cấp, là một giai cấp nữa là giai cấp nằm ngoài giai cấp được thống kê luôn. Thì cái giai cấp Bà La Môn này, giai cấp chiến sĩ này, giai cấp nông phu, hay là những giai cấp mà làm những công việc lao động đó. Còn giai cấp mà tiện dân và dưới cả tiện dân nữa, thì 2 giai cấp ở dưới đó, thì hầu như họ không được giáo dục. Mà từ hồi
từ hồi về đà thì anh thấy là hai cái tầng lớp dưới là không có giáo dục, họ không có được giáo dục, và người Ba La Môn thì chỉ dạy cho cái ba giai cấp ở phía trên thôi. Thì không biết thì cái điều đó nó có ảnh hưởng đến cái vết hằn tâm lý không, giống như là những cái thế hệ như vậy thì họ không có nhu cầu đi học nữa. Ngại những người mà chiên mà đi mai táng này rồi phun xác chết rồi làm những cái nghề dơ bẩn đó, thì nó là cái tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Thì có ba cái thánh tích rồi, mọi người cũng nó sơ à, mọi người nó sơ bữa nào chắc cuối khóa mình hỏi hỏi về mấy vấn đề này, chắc trao đổi qua trao đổi lại. À, cái thành phố nãy nãy giờ thành cái thành phố mà nãy giờ mình nói là thành phố Varanasi này mọi người, thì mọi người search lên trên mạng sẽ thấy trời, nó có nhiều thông tin nữa. Thành phố này là thành phố nhỏ thôi. Rồi tiếp theo thì mọi người có thể nói là cả ở cái Kusinara. Thì ở đây này thì Đức Phật làm nơi diệt độ. Thì khi mình trích từ cái bài viết của cái vị này á, thì mình thấy thêm một thông tin nữa, đó là ngài chọn chỗ này là để mà xả bỏ cái thân đó. Thì nó cũng liên quan tới cái chuyện tiền thân, là ở chỗ đây hồi xưa là ngài cũng đã xả thân để mà hành Ba La Mật. Thì mình có thấy thêm một thông tin thú vị đưa mọi người. Thường thường thì người sẽ thấy là ngài đến đây rồi vì ngài còn cái duyên với một cái vị cuối cùng nữa, nên ngài trong giây phút cuối cùng thì ngài vẫn nỗ lực ngài đi đến đây để mà cái độ vị đó. Còn Kapilavatthu thì mọi người cũng quen, chỗ này thì là nơi cái Đức Phật lớn lên. Còn thành thành Vương Xá thì đây là nơi mà Đức Phật thuyết pháp đầu tiên sau khi mà thuyết pháp cho nhóm Kỳ Trần Như, vì Đức Phật có hứa với cái vua Bimibasa này là khi mà thành đạo rồi thì sẽ quay lại. Vì khi mà Đức Phật tới cái lúc mà Đức Phật chưa thành đạo, lúc mà còn làm Bồ Tát đó, Đức Phật tới đây và sống đời phóng Phật si, thì cái vị vua Vipassana này mới biết được là Đức Phật là cái dòng dõi cao quý mà đi tu vậy. Thì vua này cũng có mời Đức Phật là cùng trị vì vương quốc, mà Đức Phật từ chối, Đức Phật quyết đi con đường này. Thì sau này nơi đây cũng là cái diễn ra cuộc kết tập kinh điển mà lần thứ nhất này, và trong các cái quốc gia mà ở vào thời Đức Phật ấy, thì cái Ma Cực Đà là một trong nước này, nó nói là mạnh mạnh hàng đầu ấy, về tiềm lực sức mạnh thực sự ấy. Đặc biệt là ở Ma Cực Đà thì nó có cái mỏ sắt, nên là quân lính của Ma Cực Đà thì được trang bị khí giới đồ rất là dữ dằn. Rồi
nhờ họ có được cái mỏ khai thác bằng sắt á, là cái công cụ sản xuất của họ được cũng tốt hơn. Thì sau này kế tiếp của vua Mibasa là vua Ajatasattu hay là Ajatasattu á, thì vua này cũng là thâu tóm cũng gần như là hết cái khu vực sông Hàn, khu vực này, miền Trung của sông Hàn nha, thì không hết, hết lúc đó bên kia là cái trên này dài lắm. À, cả báo thân là Đức Phật là hy sinh thân mạng để mà thực hành cái niệm độ á. À kìa, cái này là những cái kiếp trước á kìa. À đúng rồi. Học hành ba la mật thường á. Thì cái đoạn này sâu á, phần đoạn này qua phần của chương hay là phần của bạn Mỹ Phương nha, mọi người mới mới học vô tới chỗ Đức Phật rồi thông tin thêm. À, có bạn Phương có tay, bữa nào mọi người sẽ tới. Mình đây mình tìm hiểu cái phần dòng tộc Đức Phật Thích Ca thì cũng thấy là ui cái tiền thân của Đức Phật á, trong tiền thân là Bồ Tát á, thì ngài cũng tính dữ lắm, ngài cũng đi vòng vòng vòng, ngài làm phước rồi ngài hành đạo ở trong cái khu vực này, khu vực hồi nãy mọi người nói là có cái khoanh giới hạn vòng vòng đó thôi. Rồi Bồ Tát còn là tổ tiên của vài dòng họ nữa. À lập nãy nãy anh có trả lời anh Dương mà. À, cái quan niệm chết sông Hàn nó còn một cái nữa là cái tín ngưỡng nữa. Tín ngưỡng là họ cái người Ấn Độ họ coi sông Hàn á là cái sông mẹ linh thiêng, có thể mà gột rửa mọi tội lỗi, thì nó cũng là một quan niệm tín ngưỡng của họ đó. Bởi vì họ thấy là cái sông Hàn là xuất phát từ trên Himalaya và họ coi đó là con sông thiêng lên trời chảy xuống, là khi mà được gột rửa giải thì mới lên trời đâu. Đó là cái quan điểm tín ngưỡng dân gian luôn, chứ không không có ở trong ngoài đà, tín ngưỡng dân gian trước đây cũng cũng đã có ở trước khi Đức Phật xuất hiện. Thì mọi người qua chương 2 mọi người thì có cái bức tranh hình dung rõ không? Mọi người để em kéo xuống thêm chút mọi người. Cái tiếp đó là cái thành Vasali. Thì ở đây thì có nơi thành lập mà đoàn thể Tỳ Kheo Ni.
cũng như là Darren nó đã gắn với cái nơi kết tập kinh điển lần thứ hai, nó là 100 năm sau ngày Đức Phật viên tịch. Và cái thời điểm đó cũng quan trọng nha, thời điểm này là cái thời điểm mà xuất hiện của đại chúng bộ sau khi kết tập lần lần thứ hai này, là đại chúng bộ là không không ưng nữa, là tách ra riêng luôn. Sau đó thì họ di chuyển lên cái vùng ở phía Tây Bắc và họ hoạt động bên đó nhiều hơn. Thì khi mà mọi người qua tới cái phần mà chúng nó mọi người sẽ tới cái phần về chính trị á, thì đó Ấn Độ có cả rất là nhiều nước luôn, nhưng mà gom lại thì liệt kê 16 cái nước lớn, thì có hai cái nước lớn ở cái vùng đầu nguồn của sông Hằng, sông Ấn, thì cái nơi đó là nơi cũng là nơi mà người Aryan đem đạo Bà La Môn vô. Thì cái Phật giáo đại chúng bộ ấy, ngay lên trên và sinh hoạt phát triển lên trên. Cảm ơn chị Thiết đã gửi phần 4. À, kéo xuống phần 8 luôn, đó là thành thành Xá Vệ. Thành Xá Vệ thì nó là kinh đô của nước Kosala do vua Bà Tư Nặc cai trị. Thì khi mọi người tìm hiểu rồi mọi người thấy bất ngờ, ủa sao ở trong này không có cái nước của Đức Phật này, để không có xuất hiện gì cái Kosala này là họ đặc quyền cái đồ hộ lên cả cái nước của bộ tộc Sayyid luôn. Sayyid. Bà Sena đi nè, Tây Tây Âm là cái đức vua mà cai trị mà bảo hộ luôn cả cái nước của bộ tộc Xayah, nhưng mà vua vẫn 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 là vẫn vẫn có sự tôn trọng rất lớn cho cái dòng máu thuần khiết của bộ tộc Xayah là sát đế lệ, nên là mới có lời là họ cưới một cái người con gái của cái bộ tộc mà Thích Ca đấy, dùng từ Thích Ca mọi người về hình dung mà Thích Ca. Thì đức vua của bộ tộc Thích Ca lúc bấy giờ thì lại tìm cách là gả một cái đứa con ngồi giá thú cho vua Basinadi. Khi mà Basinadi này lấy cái vua công chúa này về thì sinh ra cái vị gọi là Tỳ Lưu Ly này. Thì sau này thì khi mà vua phát hiện ra thân thế thì vua có hắc hối, rồi sau đó Tỳ Lưu Ly quay về thăm họ nhà ngoại á, thì cũng bị hắc hối, thì đó là Tỳ Lưu Ly ghim ghim là, nên là khi mà vua Basinadi mất thì Tỳ Lưu Ly đó là chiếm vương quyền á, thì cái là Tỳ Lưu Ly quay lại là tàn sát hết dòng họ Thích Ca.
chương một luôn này á, đoạn sau mọi người sẽ thì đâu đó sẽ có được một cái lý do vì sao mà hồi đó tại sao mà từ bên này qua bên kia đánh mà tàn sát cả một cái dòng họ, một bộ máy mà cai trị cả vùng đất nó dễ dàng như vậy. Thì bởi là do cái đặc điểm dân cư của Ấn Độ nó cũng có những cái mà nó khác biệt cho lắm. Cái chuyện cái vị vua này đi qua tàn sát không rồi cái người mà ra cản rồi nó không không thấy. Thực ra Đức Phật cũng có cản, Đức Phật cản được 2 lần. Còn về dân chúng thì hôm qua tàn sát cán bộ mà. Nhưng mà sau đó thì cái vị này cũng trả quả liền, sau khi tàn sát xong thì khi mà rút quân thì đóng quân nghỉ bên bờ sông ấy, thì trong cái đêm đó là nước dâng lên là dìm chết hết vị này và cả toàn bộ quân lính đi theo. Đấy, mãnh lực nghiệp kinh khủng luôn. Cái này nó có trong cái bốn nguyên nhân cái sự chết ấy, mọi người có thể tìm hiểu thêm được. Thì tâm người ta chết một cách mà bất ngờ hay vậy là do cái ác nghiệp quá lớn. Ba nguyên nhân còn lại là chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp trợ. Là đẹp nhất là vừa hết tuổi thọ mà vừa hết nghiệp trợ. Cảm ơn Chiến nha. Dạ, trong trong khi mọi người chép bài á, mọi người có câu hỏi gì mọi người cứ đặt lên nha. Khi mà chọn cho cái phần này á thì mình mới phát hiện là có một cái cuốn từ điển đó mọi người,
Là cái cuốn từ điển mà danh từ riêng Bali á, nó cũng khá là tiện. Mọi người có thể mà khi mọi người thấy một cái địa danh nào đó, mọi người muốn tìm thông tin nó có những cái gì liên quan địa danh đó, mọi người có thể tra từ điển. Từ điển Bali á, sẽ có những thông tin thêm nữa. Hạn như những phần em đưa lên đó là những phần từ cái một cái bài viết nghiên cứu của một vị trích lại, còn khi mọi người tra thêm mọi người sẽ thấy có nhiều nhiều cái nữa. Phần em trích lên chỉ có một vài ý để mọi người dễ nhớ, để có cái mà bữa nào cuối cuối khó mình chia hai bên đó, mình bỏ qua hỏi lại có cái hỏi. Ngày tiết thì nó là liên quan tới cái Sankarsia, đó là nơi Đức Phật mà lên cõi trời Đao Lợi mà thuyết pháp. Thì cái sự kiện này xuất hiện vào cái mùa ăn cư thứ bảy. Thứ 10 á, đó là cái đại học Nalanda. Thì cũng có một cái cuốn cuốn sách riêng luôn, nó của tham khảo về đại học Nalanda. Em thấy thông tin này nó cũng hữu ích là do ở chỗ này có rất là nhiều cái tài liệu sách vở ra. Thì mọi người sẽ thấy là thì đây gắn với một cái sự kiện mà đánh dấu cái cột mốc mà suy tàn của Đạo Phật. Là khi mà cái người Hồi giáo họ vào đây thì họ đốt và giết hết toàn bộ chư tăng ở đây. Thì hiện tại nó có cũng có một cái đại học Na Đà mới mới được chính phủ thành lập. Ở Ấn Độ chính phủ cũng nãy mình có lướt vào thông tin mà mình cũng chưa nhớ rõ là năm nào, nhưng mà nó giờ đã có thành lập lại trường học này rồi, và thành lập lại thì cũng được các nơi gửi kinh sách tài liệu về từ bên Tây Tạng, từ bên Trung Hoa, rồi từ Sri Lanka, từ Miến, họ cũng gửi các cái tư liệu về thành lập lại cái trường hồi đại học Nam Đà. À dạ, để đến nó to. À, nó lại chỗ này à.
cái là cái nan đà, thì cái nan đà này là nó bị thiêu rụi rồi, nhưng mà nó gắn liền với sự kiện là cái Phật giáo lụi tàn ở Ấn Độ cái thời mà đạo Hồi xâm chiếm á. Còn bây giờ thì cũng có cái trường đại học Nam Đàm mới, và hồi nãy thì có lướt lại thông tin tính đưa vô mà không có kịp giờ cái okay. Nhưng mà có thông tin là đại học đó thì đã được thành lập, và cái các nơi như bên bên Tây Tạng, bên Trung Hoa, bên Miến, bên Sri Lanka, rồi có chính phủ Mỹ cũng có hỗ trợ và tiền kinh phí mà xây thư viện rồi xây cơ sở vật chất để mà tiếp đón chư tăng về học tập nghiên cứu này. Đây là thông tin phụ thêm. Ra trường đại học Nam Đà này có thời Đức Phật cũng không có. Sau khi mà Đức Phật tịch diệt rồi thì mãi qua cái sau sau công nguyên thì cái trường học này mới manh nha hình thành, và cái trường đại học này hồi xưa ngày 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 Đường Tam Tạng đó, ngày đi thỉnh kinh ở Ấn Độ đó, ngài cũng qua, ngài cũng ở tu học ở đây này. Cái cuối cùng mà là cái 11, đó là cái Hoa Thị Thành, là tiếng phiên âm của bên Trung Hoa, nhằm Hán Việt, còn cái tên nó là Batali Buta. Thì đây là kinh đô ban đầu của Ma Kích Đà, sau đó chuyển về Vương Xá, rồi sau thời vua A Dục á thì triều đại Khổng Tước, thì đó lại nơi diễn tập ra lần cái tập kinh điển lần thứ ba vào năm 248 trước công nguyên. Thì chỉ có ba lần cái tập kinh điển ở bên Ấn Độ thôi, lần thứ tư là đã qua Sri Lanka rồi, nhưng mà lần thứ tư ở Sri Lanka thì tương đương bên Ấn Độ cũng có một cái lần thứ tư, nhưng mà lần thứ đó là của bên bên Đại chúng bộ, là họ họ có tập ở trên cái quốc độ Randaha ở bên phía phía đầu nguồn của sông Ấn và sông Hằng, quốc độ nó ở xa lắm. Nó xa so với cái khu vực mà hồi xưa Đức Phật tập trung thuyết pháp. À, đọc. À, cái đọc kinh điển là
là để mà có khi mà có tập lại á, để mà gìn giữ lại giáo pháp, những cái lời mà Đức Đức Phật đã dạy á. Vì lần đầu tiên khi Đức Phật mà vừa tịch diệt rồi á, thì đã có một cái vị đệ tử mà người ta xuất gia trong giáo khách Đức Phật, mà lúc mà họ cũng có tuổi á, mà khi mà Đức Phật tịch diệt thì ông này lại mừng, kêu từ nay thì không có cái người mà giám sát, không có người mà làm khó, không có người ở ta nữa. Thì ngài Ca Diếp á, ngài đi ngang qua tình cờ ngài nghe, sau khi mà ngài Ca Diếp tới chỗ nhục thân Đức Phật á, và làm lễ trà tỳ cho Đức Phật á, là làm lễ hỏa thiêu á xong á, rồi thì ngài Ca Diếp mới suy nghĩ nè, rồi phải có tập kinh điển lập tức chứ, Đức Phật mới mất mà đã có người đầu là họ có những suy nghĩ xuyên tạc ngoại rồi. Thì sau khi làm cái đập kinh điển lần đầu á, thì đã xuất hiện 8 cái điều mà nó không phù hợp rồi. Thì từ một cái vị tỳ khưu thôi, vị này cũng là một cái tỳ khưu cũng là vị tỳ khưu trưởng lão, nhưng mà vị này là không phải là những vị thánh A-la-hán được mời vào của cái tập đó. Vì cái tập lần đầu tiên có 500 vị thánh A-la-hán, những vị này là không phải thánh A-la-hán. Thì nghe tin Đức Phật mất thì vị này ở từ nơi xa mới dẫn nguyên cái đồng tu với ngài đi bộ về. Sau khi đang thì ngài cái giếp ngày cái tập xong rồi thì ngài đã về, ngày đó thì kêu thì cách thì sao không có thông báo. Thứ hai là ngài đối chiếu thì ngài thấy có 8 điều nó không phù hợp, nhưng mà cái giếp khuyên rằng bỏ đi, nhưng mà nó không có chịu. Nó manh nha, nó làm cho giáo pháp đã có sự bất ổn rồi. À, nghĩa là ông Đức Phật là vừa mới mất thôi rồi. Rồi sau đó có cái tập lần hai lần ba, thì mỗi lần cái tập nó đều gắn với một cái sự kiện mà có những cái sự mà xuyên tạc giáo pháp, xuất hiện những cái điều luật vi phạm. Đồ luôn. Thì mọi người lưu bức tranh bản đồ này thì mọi người dễ 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 nhớ hơn khi mình chữ thằng đây này quan ráp hình vô nữa. Lần cái tập mà gần nhất là lần cái tập mà thứ sáu ở tại Miến Điện. Thời gian thì anh không có, hiện tại anh không có nhớ rõ. Dạ thì có cái đường link đó, mọi người lưu cái link, mọi người tải cái hình ảnh đó, mọi người đếm điện thoại đó. Thì khi nào mọi người anh đánh mọi người đem ra coi á, mọi người dễ nhớ có ai này, có ai trao đổi thông tin với ai. Ồ, về tại sao biết Đức Phật, tại sao học Phật Thích Ca rồi, rồi Đức Phật này có thiệt, rồi vùng đất xuất hiện như thế nào, những địa danh nào, thì mình có vài thông tin để mình để chia sẻ lại các tín niềm tin của mình. À, cảm ơn Thế Anh mình chia sẻ cái link.
Thì hiện tại mọi người sẽ có, trong buổi hôm nay mọi người sẽ có hai cái hình ảnh á. Một là cái hình ảnh là cái khu vực hành pháp ở phía trên. Hình ảnh mới này thì mọi người vào trang web gốc và mọi người tái hình ảnh, nó có khi nó đẹp hơn. Đem kéo lên đây, đây là hình ảnh đó này mọi người. Thì mọi người để hai hình ảnh đó, mọi người lưu điện thoại thì mọi người thì sẽ dễ nhớ. À dạ, ồ, nãy giờ quên, bị lố giờ. Dạ, cảm ơn thầy nha. À dạ, thì em có hai câu hỏi mà nếu mà gợi ý cho mọi người nhớ, thì nó xoay quanh những cái vấn đề mình nãy giờ mình có đi qua, mọi người có thể lưu lại. Thì sau đây thì mọi người có cần vấn đáp hỏi hỏi gì thêm về thầy Dũng không? Mọi người cứ đặt câu hỏi lên nha. Ok, cảm ơn chủ của Phước Hoàng. Soạn không có kịp dạy mà ta nói nhớ chép dèo 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 rồi tuần sau là soạn không kịp dạy nha. Từ từ thầy ơi, chép cả nụ rồi về không có nhớ gì hết. Bây giờ là đi sơ sơ mấy cái lịch sử văn hóa, văn minh, địa lý, mốt tới khí hậu. Mình mới ha, mới tìm hiểu Phật học thì những cái này ấy, là những cái thông tin cơ bản để mình biết. Rồi cái mình mới đi vô một chút xíu, đã động ở trong ruột tí, đang mà giải nghi. À, cải chánh tri kiến, những cái chỗ nào nó chưa có ổn, nó chưa có rõ ràng, chỉ có chân chánh à, nên chép vừa vừa thôi, bạn có thời gian suy nghĩ nêu lên mấy cái đó được không? Cái việc kết tập kinh điển nó phải có một cái nhân duyên, nó phải có một cái lý do để ta mới kết tập, chứ rảnh đâu ngồi nó kiết tập hoài vậy. Thì có dấu pháp nó sẵn chành ảnh nó rồi thì lè ra mà học đi. Chừng nào mà có phát sanh mà tranh cãi một ở bên là nói là bên này là phải như vậy, bên kia phải nói là bên tôi mới cho là đúng, mà bên nọ bên tôi mới là đúng, nào mà nó cự lộn như vậy thì mới bắt đầu cần cái cuộc kiến tập. Đúng không? Chứ bây giờ thời mạng, thời đại mạng internet toàn cầu rồi, tài liệu Tam Tạng thì nước nào mà chả đọc được, nó nằm chành ảnh trên website hết à. Cho nên cần gì mà ngồi kiết tập nữa. Rồi vô cái thời đại này á, Tam Tạng nó có tính ổn định rồi, chỉ có mình không có ổn định để mà mình học Tam Tạng thôi. Tính mỗi ngón tay luôn hả? Rồi nhất là những quý vị nào mới mới này à, mới học Phật học nè, nãy giờ không có thấy xuất hiện chat nhiều, ngủ hết chưa, tỉnh lại nè.
thắc mắc gì đấy hỏi đi. Ồ, thấy bé hai xuất hiện rồi nè. Bé hai trông chờ môn này lắm nè. Hỏi đi, rồi thấy quý lên. Ồ, hình như không thấy Hiếu ha. Bị rớt hả? Mình đi học đi. Mình đi học nó sẽ khác với mình đi nghe pháp thoại nha. Quý vị mà quen mà đi nghe pháp thoại là tiêu tuần nha. Tại vì cái này là mình học chứ không phải là nghe pháp thoại. Nghe pháp thoại tức là mình mở lên nghe sư giảng im im mũi lòng rồi sầu bi rồi rơi nước mắt cảm động đồ, đó là pháp thoại. Rồi sau đó mèo vẫn hoàng mèo y gan cũ à, cảm động đi đó, nghe ông nói xúc động hết sức luôn rồi đó. Rồi sau 3 bữa sao quên tiêu rồi nè. Này là mình học à, cái này mình học nó khác với cái chuyện mình nghe pháp thoại, cho nên quý vị nhớ ghi bài. Thuộc bài được là rất tốt, rất tốt. Giống như ban đầu nói thì cái môn này mình không có bắt buộc phải thuộc bài, nhưng mà khuyến khích nếu nó thuộc được thì quá tốt, không thuộc thì cũng nhớ lưu chỗ này chỗ kia để nhớ sử dụng. Ừ. Ủa trời, đâu lợi thì ở đâu thì ở chỗ nó ở đó con. Đó là tới học về cái vũ trụ luận của Phật học mình mới tới đó. Ừ. Trời thì chia nhiều lắm, hay gọi là thượng đế đó. Ngày trên mơ bóc mà con có muốn lên gặp thượng đế rồi con phải biên địa chỉ cho nó cẩn thận, để không thôi người ta không có biết mà người ta chuyển hàng con đi, không chuyển con đi. Không, trời nó tới biết bao nhiêu là cõi trời lận. Mỗi cõi trời vậy đây có cái ông thiên chủ của cái cõi trời đó. Đó, mỗi cõi trời có ông thiên chủ vậy đó, gọi mà người ta hay gọi là thượng đế, Ngọc Hoàng thượng đế, thiên chúa toàn năng rồi đó. À, là ở cái cõi đó, ở cõi khác thì ông khác, rồi cõi khác ông khác nữa, cho nên cái cõi đau lợi là một cõi như vậy. À, một cõi như vậy đó, mình hiểu từ đó. Nhiều lắm nghe, cõi trời nhiều lắm nghe, chứ không phải có một cõi trời đâu nha. Nó mênh mông cõi trời lận, tùm lum cõi hết, tùy trình độ tùy phước báo mỗi người mà ta tục sinh trở về cõi trời nào. Có bé Phát này, bé Phát học nữa nè, bé Phát nãy giờ hiểu gì không? Cái gì vậy con, trời ơi ta kỳ vọng con trả lời hiểu, con quất lên cái da hông à. Thằng này không hiểu thì không hiểu chỗ nào, hỏi lại. Mà quan trọng là nãy giờ có ghi không nữa à. Không có ghi gì hết trơn là không có nhớ gì đâu nghe. Kìa, thằng em trả lời, thằng anh rớt nước mắt kìa. Ừ, những vị Phật trước, Phật Thích Ca đều xuất hiện ở Ấn Độ phải không? Không. Ờ, đất ưu cái trái đất mình nó qua một cái thời kỳ các mảng kiến tạo nó trồi lên, nó lặn xuống à, thì làm sao mà ngay Ấn Độ hoài được. Thứ nhất là không có thể nào mà ngay cái cục đất đó được, hiểu không? Cái cục đất đó là không có phải. À, cái thứ hai nữa đó là cái quốc độ đó cũng không phải cái tên là Ấn Độ nữa, hiểu không? Ở cái thời kỳ văn minh đó, ở cái vùng đó có đặc điểm phù hợp như vậy đó thì Đức Phật xuất hiện. Và sở dĩ đó mà mình nghe trong kinh hỏi Đức Phật kể lại hồi xưa nha, có ông Phật xuất hiện ở cái vùng đó nghe tiếng Ấn không à, cái gì mà nghe toàn là cái tiếng Bali không à, gọi tiếng Bali thì ổng Ấn Độ mà, ổng giờ Ấn Độ thì ổng phải nói tiếng Ấn chứ không để ổng nói tiếng gì. Thì mở ra Tam Tạng thì thấy ổng nói toàn tiếng đó không phải rồi. Chứ chừng nào mà ông nó mở Tam Tạng ra ông nói ông Phật xuất hiện mà ông dùng tiếng Việt Nam ở trong mình mới thấy nó ngộ.
Thật ra ông Ấn Độ sử dụng tiếng Ấn Độ được phải rồi, cho nên ông phiên âm hết trơn về tiếng Ấn Độ, ông dạy cho mấy cái người Ấn Độ người ta hiểu. Thành ra mở ra mấy toàn tiếng Ấn không mà, chứ không phải tiếng Việt Nam. Được chưa? Chứ không phải là nhất thiết là cái ông Phật nào cũng phải đẻ đúng Ấn Độ được đúng cái cục đất đó. Hiểu gì nó chết rồi. Vì sao Đức Phật không được sanh ra ở Tây Phương? Ở Tây Phương không có cái điều kiện phù hợp. Cái đó là từ từ mình học tới cái phần Phật Pháp Tăng ấy, mình sẽ hiểu điều kiện để một vị Phật ra đời nó có điều kiện hết. Từ điều kiện địa lý, thổ nhưỡng, văn minh, văn hóa, mọi thứ nó phải phù hợp thì Đức Phật mới xuất hiện được, chứ không có là Đức Phật không xuất hiện được. Việt Nam mình là cũng một trong những ứng cử viên sáng sáng giá đây. Đức Phật có kiếp trước hay kiếp sau không? Đức Phật có kiếp trước, tiền thân của Đức Phật sau khi mà Đức Phật ngõm rồi đó thì là ngài Niết Bàn rồi, không có còn kiếp sau gì nữa hết á, gọi là giác ngộ giải thoát. Chứ không có cái vụ mà ổng chết rồi mà ổng lên cái cõi nào đó rồi ổng rình rình cái đứa nào hô tên ổng có nắm đầu lên với ổng, không phải nha. Cái đó là sai nha. Giác ngộ giải thoát là thoát mất tiêu rồi, không có còn nữa, không có còn trong tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, không có còn nữa, đó mới gọi là giải thoát. Cái quan niệm rất là sai đó của các cái nhánh khác ở trong Phật học, trong Phật giáo đó, nói là có một cái cõi của Đức Phật ổng ở đó, vân vân, thì cái đó là không có đúng nha. Cập nhật các nhà quý. Mình tự học tiếng Phạn như thế nào, có tài liệu, trời ơi tài liệu mênh mông luôn tiên ơi. Con học tiếng Phạn thì con học Phạn đấy nha, là nó có Nam Phạn và Bắc Phạn. Ê, học Bắc Phạn ấy là Sanskrit ấy, hay Nam Phạn là tiếng Pali ấy. Tức nó hai cái, tiếng Sanskrit khó hơn tiếng Pali nhiều lắm, tiếng Pali khá là dễ hơn. Cả hai loại ngôn ngữ đó bây giờ đều có ở trên internet hết, tài liệu học mênh mông. Lê Mạnh Thác, như Lê Mạnh Thác, đó là một cái người mà rất là am tường về Sanskrit. Ngài có hướng dẫn trên YouTube mấy chục buổi học tiếng Phạn với ngài đó. Từ những cái bước mở đầu luôn, rất là đơn giản dễ hiểu, mình có thể tự học được. Và tiếng Bali thì cũng lừ, Bali mà còn đánh lên Bali mà có biết tiếng Anh nữa ha, là thôi thôi nó dạy mớ mông luôn, nên cho YouTube là lừ, học thoải mái. Sách vở thì cũng rất nhiều luôn, nên nên học nha, nên học để mình biết. Mình học Phật học mà không có biết cái tiếng Bali đó thì nó khó. Tiếng Sanskrit á, thì chủ yếu là dùng cho cái hệ thống Vậy Đà. Vậy Đà Bà La Môn giáo đó thì họ dùng nhiều cái Sanskrit, không họ muốn dùng Pali. Nam Phạn thì dùng Pali. Thùy Dương có hỏi. Các bạn mới mới đó hỏi đi nha. Nguyên nè, Hoàng Nguyên nè, Thân cũng mới nè, có em bé khủng long nữa nè, dễ thương vậy. Hỏi đi. Rồi Kiệt nữa nè, Gia Huy, cái này có Gia Huy nữa hả? Nhìn vô danh sách thấy cũng lạ nhiều nè. Mỹ Chi, nãy giờ thấy có Minh Tân hỏi nhiều nè, Quan Hỷ nè. Có Nhi nữa nè, có Quý, ủa con Phát, Phát nó hỏi cái một rồi nó trả lời xong cái nó ngỏm luôn rồi. Rồi, rồi con chim cánh cụt đó hỏi đi, không hiểu cái gì đó, không hiểu cái gì thì hỏi lại. Còn Phát sẽ hỏi, ủa còn mình biết mấy cái này để làm cái gì, có không, có hỏi vậy không? Khó lắm mà, dám dám lắm mà, dám em suy nghĩ trong bụng mà em chép nãy giờ em học từ đầu tiết cái giờ chứ em bụng em nó nghĩ vậy lắm à. Ghê chim cánh cụt này lắm, hỏi nghe. Cái gì mình thắc mắc là mình hỏi liền à. Đừng có ghim ghim mà em đó nghe rồi nó thúi nghe. Bây giờ phải đọc tập mấy đứa này mới được chứ không thôi ghê lắm. Nó em ra không người buông ra lật ra cái nó chết nữa.
Ví dụ mình không có thắc mắc gì hết trơn là nãy giờ mình không có học đó con, mình không có thắc mắc gì hết trơn là gì, mình không có học gì hết trơn á. Trời chép miệt mày, chưa xong nữa hả, tội nghiệp không. Thì từ từ Phước Hoang dưới còn mấy bạn đang nhắn nè, không nên từ từ để cho mấy bạn hỏi gì chứ, hỏi là quý thoải mái lắm, quý nhiều câu hỏi lắm. Ừ. Đã báo thân là gì à, hồi nãy trên có trả lời đó, chắc là Trương Kiệt chưa có nghe kịp đó, bởi vì một cái vị muốn thành Phật đấy, ổng phải tu. Ồ, con hiểu không, con đồng ý chỗ này không, chứ đâu phải cái đụng cái ổng ăn cái trái ác quỷ ông thành Phật đâu, đúng không, đâu phải, ông phải tu, tu muốn chết luôn vậy đó, tôi không biết bao nhiêu đời luôn vậy đó, cuộc đời là phải tu, cái đời là mới tu, đời là phải tu vậy đó, tu nhiều lắm và chia làm ba giai đoạn tu, tới cái giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn là vì đích đi, thì ông phải tu quyết liệt lắm, thì như vậy đó, ông phải tu đấy, hy sinh cả mạng sống, ông tu luôn á, tu tới hy sinh mạng sống luôn vậy đó, thì người ta mới gọi cái tên này cho nó ngầu lòi xả báo thân rồi vậy, chứ thật là tu tới chết á. Nghe không? Tôi mà soạn là tôi ghi vậy đó, người tu tới chết à, thì đó ông tu ông chết luôn à, vì cho cái chuyện mà giác ngộ giải thoát à, cho nên thành ra là ông tích góp tích góp tích góp, mà đời hay nói là tích góp công đức đó, nhưng mà anh này không phải ha, tích góp ba la mật ấy, cho tới khi mà ông đủ hết trơn các ba la mật đó, thì đó, ông tục sinh trở xuống á, trở thành Bồ Tát à, rồi cái giác ngộ trong cái đời đó thành Phật luôn. Đấy. Thì như vậy những cái đời trước đó mà ông tu tới chết luôn đó, đó cái lúc mà ông tu rồi ông lật ông chết luôn đó, gọi là báo thân vậy đó. Câu thứ nè, sẽ báo thân 7 lần đó là vậy đó, hiểu chưa? Hiểu ha, hồi nãy trả lời hết lần rồi đó, nó không hiểu. Mà mời mốt Phước Hoàng phải bật cái chế độ phải bật cái chế độ là công chúng à, người ta mới hiểu. Đừng chơi thuật ngữ, không có hiểu vậy đây các bạn dễ hiểu lắm, cho nên là coi lại chỗ nào mà thấy vậy chưa có rõ rõ rồi đó hỏi hết lại, nhưng mà mình học là mình phải hiểu, bên kia mốt nọ ai hỏi mình nó mình trả lời được, hoặc là mình giúp cho người thân của mình nữa nha không. Ừ. Còn thắc mắc hả, tượng Phật có từ lúc nào, hình ảnh tượng Phật ngày nay có đúng như dung nhan của ngày không? Ừ, tượng Phật có đó là thời sao 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 sau này, rất là sau này luôn con, thời Đức Phật không có tượng, hồi thời Đức Phật lúc mà ngày ngày chết rồi đó, không ai dám làm tượng hết trơn á, làm tượng như vậy đó là người ta cảm thấy là xúc phạm Đức Phật, con hiểu không? Thí dụ như bây giờ con đó, em bé khủng long đó hết sức là dễ thương đi, hết sức là xinh đi, cái bây giờ đứa đó mẫu giáo đó nó vẽ cái hình con hình que không hả, đem lên nó thờ, con thấy tức mình không, mình đã dễ thương hết sức vậy đó mà nó vẽ cái hình vậy mà nó đem đi thờ đó, chịu nổi không, mình đâu có chịu được đúng không, đó cũng giống vậy đó. Hồi đó Đức Phật đó, ngài là đẹp đẹp dữ lắm, ngài hảo tướng mà, cái bây giờ cái Đức Phật chết cái mình quả cái hình thấy gớm mà, cái mình đem lên để bàn thờ nó chờ này Đức Phật nha, quỳ lại rồi mình thấy nó kỳ sao, nó nhục sao á, mà thấy nó bất kính sao á, cho nên nó thờ sau khi Đức Phật chết rồi không ai làm chuyện đó chừng á, không ai làm chừng phải, mà nhớ đó, nhớ Đức Phật á, cái chạy lên nhìn ngài A Nan, chạy lên nhìn ngài A Nan đỡ buồn, tại vì A Nan đẹp đó là 1:8 1:10 với Đức Phật vậy đó, vậy đó chứ mỗi lần nhớ Đức Phật ra chạy lại nhìn A Nan, A Nan A Nan cho tôi nhìn cái tôi đỡ nhớ Đức Phật chỉ không á, tội nghiệp đấy lắm, cái mà nhịn đâu ổng sống hoài cho nhịn vậy, thì ổng cũng phải chết chứ, cái bây giờ người ta mới suy nghĩ bây giờ đi A Nan mà chết luôn rồi lấy ai nhớ Đức Phật, nói giờ cái ta lấy cái lá bồ đề, cái bồ đề xưa Đức Phật ngồi dưới gốc mà ngài giác ngộ đó, cái người ta mới là trồng cái cây bồ đề đó, mỗi lần người ta nhìn thấy cây bồ đề là ta nhớ Đức Phật tưởng niệm đến ngài, cái người ta đem cái lá ta phơi khô ta đem về ta thờ đó, là người ta nhìn lá ta nhớ Đức Phật, đâu có dám vẽ hình Đức Phật đâu, vậy nó bất kính. À không, vậy là mình không có tôn trọng ngài đó, vẽ hình thấy gốm mình nói Đức Phật không đúng. Cái sao 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 này nữa đó, cái thời buổi nó nhiễu nhương, người ta bắt đầu người ta mới lập tượng vẽ hình chứ không có phải nha, đó không phải Đức Phật đâu, mình đừng có tin mình phải hiểu khi mà mình đảnh lễ tượng mình hiểu đó là ân đức của ngài, nhìn đó nhớ đến cái ân đức của ngài, vậy đó mới đúng không.
Sĩ tượng to khổng lồ có ý nghĩa gì không? Không. Em sinh theo ngày có vui không? Ngày còn đâu mà vui con. Trời ơi con ơi, ngày ngỏm mất tiêu rồi con ơi. Ngày ngỏm là ngày không có quay lại luôn. Ngày không có quay lại là ông bà mình ngỏm còn có quay lại ha, không còn có tục sinh lại làm người làm con này con kia, còn như mà đó Đức Phật là ngỏm cái đi mất luôn à, không có quay lại nữa, cho nên ngài không có buồn vui gì mình chơi mình làm gì kệ mình, ngài không có quan tâm đâu đúng không, hiểu rồi ha, trước nhớ dung nhan. Thôi đừng có vậy, em bé khủng long là mình nhớ, là mình nhớ ơn Đức Phật, ơn Đức Phật tức là công của ngài đó, ngài xuất hiện, ngài hy sinh cuộc đời, ngài ngài dạy dỗ cho mình như cái vị thầy của mình, như cái người cha của mình vậy đó, ngài đến ngài chỉ cho mình cái đúng là con phải làm, cái sai là con phải tránh đó, ngài vậy đó, ngài dạy dỗ cho mình, cho nên giờ ngài chết rồi mình thương nhớ ngài là mình nhớ cái công ơn của ngài đó à, chứ không có được nhớ cái dung nhan, không có biết được đâu à. Sao Đức Phật có vị nào theo bước ngài niết bàn không? Có con nhiều lắm nhiều lắm. Ồ, cái mấy vị đại đệ tử, hai vị đại đệ tử của ngài đó là ngài Sariputta với Mukkalana, đó là ngài Sa-lợi Phất một người yên đó, là chết trước ngài, chết trước ngài à, thành tựu A-la-hán rồi chết trước ngài, rồi tới Đức Phật ngài cũng ra đi, rồi sau đó là tới A-nan, A-nan rồi đó đại ca diếp, rồi Đức Phật chết rồi là hai ngài vẫn còn, rồi sau đó ngài sống một khoảng thời gian sau ngài mới chết. À, là sau ngày là có rất là nhiều vị niết bàn. Ừ ngày 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 sống có 80 tuổi ngày chết rồi à, sống 80 tuổi chết rồi, nhiều đứa nói sao ngày chết chi sớm dữ vậy trời, nó ác dễ sợ rồi đó, mang cái thân này nó sầu nó khổ phải không, phải ăn phải ngủ phải nghỉ phải đi vệ sinh nữa, khổ gần chết phải không, ngày đi sớm ngày mới khỏe, chứ mang cái thân này nó khổ lắm, cho nên đừng có ước mơ Đức Phật ơi, Đức Phật ơi sống dài chút nữa đó là mình đang ác với ổng đó. Rồi vậy là nay nhiêu này nghe, bữa bữa sau nhớ chuẩn bị câu hỏi rồi vô, mình vô cái mình hỏi xôm xôm lại đó, mình hỏi lên đó không, chỗ anh Phước Hoàng mới không có đọc cho mình chép được, còn mà mình không có hỏi gì trơn là cái ta đi tuốt tiếp 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 nữa là mình chép mà mình rụng tay luôn đó, mình phải hỏi lên á, mình phải ngưng ngưng chút, mình ngưng ngưng chiếc lại chút ha, vì một chút xíu đó mà mình ngưng hồi cái mình đỡ khổ, phải ráng hỏi lên nhớ chưa. Rồi ok nay nhiêu này thôi, bữa sau mình tiếp nha, cũng là thứ năm 21 giờ nhớ xuất hiện. Rồi cảm ơn quý vị nhiều, cảm ơn Phước Hoan, giữ sức khỏe, bye 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 bye. Ô xin lỗi thứ sáu thì nhầm thứ sáu nha. Ừ, bye 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 bye. Thứ năm là buổi khác, thứ năm là buổi hạnh nguyện. Hai. Ừ nhớ uống nước. Ừ. Thank you.